Văn phòng Chính phủ vừa cho biết Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2013 tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2008-2013, trọng tâm tập trung vào việc đầu tư, thực hiện các dự án, qua đó để kiểm tra kết luận rõ đúng sai việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao chính cơ quan kiểm tra xem xét kết luận những nội dung báo chí nêu liên quan đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh như gắn biển xanh cho xe tư, tình trạng thua lỗ nặng của PVC thời ông Thanh giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt và việc ông Thanh được luân chuyển nhiều vị trí quan trọng ở Bộ Công Thương trước khi được bổ nhiệm về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.